Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc. Thế nào là tu phước và thế nào là tu huệ? Trân trọng kính mời quý vị, quý Phật tử và chư quý đồng đạo lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Sống tranh đua khi chết cũng xương tàn, mượn đuốc huệ đánh tan mùi tục lụy. Muốn cho rắn đặng hóa cù, xả thân làm phước diêm phù vượt qua. Mỹ ý Đức Thầy muốn nói rằng, con người trong lúc sống dầu có cực lực tranh đấu với mọi người, đem lại những thắng lợi tiền của dãy đầy, chức tước cao sang, đến ngày bỏ xác cũng bỏ hết, chỉ còn lại một nắm xương tàn tạ dưới nấm mồ che kín vậy thôi. Thử hỏi từ trước đến nay, biết bao nhà triệu phú cũng lắm bậc oai hùng, nhưng có một tay nào thoát khỏi vòng hái của tử thần chăng? Thật ra không một người nào khỏi cả. Nếu chết thì mọi vật đều hết, chỉ còn cái tội phước đem theo một kiếp khác nữa, để tùy đó mà hưởng quả vui hoặc quả khổ. Đã biết kiếp con người ngắn ngủi, dầu lắm sức tranh đấu hơn thua với mọi người cũng chẳng ích gì, chi bằng sớm mượn ngọn đuốc huệ chiếu phá cảnh u mê, xông khói thiền cơ đánh tan mùi tục lụy. Khói thiền cơ thơm dịu lâu dài, mùi tục lụy chua cay ngắn ngủi. Kẻ nào ô nhiễm nó sẽ chết vì nó, trái lại vượt khỏi nó sẽ được hưởng một kiếp sống trường miên vĩnh cửu ở cõi niết bàn. Tuy nhiên, chớ chuyên tâm vào việc tu huệ không, mà cần phải thêm tu phước. Vì nếu tu huệ không chỉ được hưởng phần sáng suốt nhưng kém phần phước lợi, là một khuyết điểm về phương diện cứu giúp người đời. Song muốn làm phước cần nhất là phải quên lợi riêng của mình đi, mới có thể đem tiền của vật thực của mình để giúp kẻ khác. Cũng như con rắn phải nhả được viên ngọc quý trong miệng mới có thể hóa thành cù. Nhược bằng còn tiếc ngậm viên ngọc ấy mãi thì chẳng hóa cù được. Người tham tiền của nhiều chẳng đem giúp đỡ cho ai thì khó mà qua cửa diêm phù. Vì bởi vọng tâm của chúng sanh không số lượng, nên pháp giáo của Phật cũng không số lượng để cùng có đủ pháp đối trị lại cái vọng tâm ấy. Đó chẳng khác nào bệnh với thuốc. Vì bệnh có nhiều thành ra thuốc phải có nhiều, để tùy theo bệnh nào thì có thuốc nấy điều trị. Nói rõ hơn là bởi tạo nghiệp của chúng sanh rất nhiều, nên Đức Phật phải có nhiều phương pháp để tùy theo mỗi tạo nghiệp mà chỉ cho mỗi phương pháp, cho chúng sanh mượn đó đặng trừ diệt. Thế chỉ là một phương tiện trong việc phổ độ chúng sanh, nhưng dầu bao nhiêu pháp, bao nhiêu môn cũng không ngoài hai lẽ: tu phước và tu huệ. Tu phước nghĩa là làm những việc phước. Việc phước ấy là đem của cải ra cấp phát cho những người nghèo khổ, lập ra những viện chẩn tế cho kẻ bần nhơn được hưởng nhờ manh quần tắm áo, nhỏ nước bát cơm, xây cất những gian nhà nuôi hộ những người già cả yếu đuối không con cái phụng dưỡng, dựng lên những viện lãnh trẻ nít mồ côi cha mẹ để nuôi dạy tử tế, mở ra những nhà thương thí có đủ thuốc men để điều trị những bệnh nhân nghèo nàn không đủ tiền mua sắm dược liệu để điều trị lấy, tạo lập những nhà bảo sanh để hộ sanh những sản phụ chữa hoang đẻ lạnh hoặc thiếu điều kiện sanh sản tại nhà vì họ quá nghèo. Thấy chùa tháp miễu môn hư sập, xúc động lòng tôn kính trời Phật, liền mua sắm nguyên liệu để tu bổ lại kín đáo, khiến trên linh đài không bị dột đổ, hương khói không phai mờ. Gặp đường xá hư hao, cầu kỳ gián đoạn, lò bồi đắp cất bắt lại cho mọi người dễ bề lưu thông. Đó là những hạng người có tiền bạc dư giả nhiều, có thể làm những lợi ích lớn lao cho xã hội. Còn đối với những người ít tiền bạc cũng có thể làm việc bố thí được. Ví dụ gặp người ăn xin, cho một bát cơm hay một cắt bạc, mà lòng mình muốn sao có tiền nhiều để giúp họ nhiều hơn mới thỏa lòng, thì một bát cơm, một cắt bạc ấy sẽ có giá trị bằng dựa lúa to, đống bạc lớn vậy. Như thế thì người thí ít thật lòng, người thí nhiều không thật lòng. Chưa chắc rằng người thí nhiều có phước hơn người thí ít. Theo sự ghi tội phước, chỉ ghi lòng tốt hay không trong sự bố thí, chứ không ghi vật bố thí nhiều hay ít. Ví dụ, mình cầm cắt bạc cho người,
Trong lúc đó, lòng mình khởi lên ý nghĩ, phải chi có 20 đồng cho người, thì chư thần ghi 20 đồng chứ không ghi một cắc. Còn người cho kẻ khác 20 đồng, mà khi người đi rồi lại có ý tiếc muốn cho một cắc, thì chư thần ghi một cắc chứ không ghi 20 đồng. Thấy đó, đủ biết việc làm phước chẳng phải đợi có của nhiều, mà chỉ do lòng từ thiện hay không từ thiện vậy thôi. Tu huệ nghĩa là lo trau dồi trí huệ. Muốn cho phần trí huệ được phát triển thì cần phải mượn giới luật làm hàng rào ngăn chặn những điều lầm lỗi. Kế đó, trong mỗi ngày hãy dành được nhiều thì giờ tu tập pháp thiền định, nghĩa là hoặc ngồi lại quán tưởng tướng hảo Đức Phật, hoặc ngồi lại lóng lặng vọng tâm, không móng sanh những ý nghĩ xấu xa bất thiện, hoặc suốt ngày lẫn đêm nơi lòng luôn luôn giữ mãi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, khiến lòng chẳng còn một mảy nghĩ ngợi nào khác hơn niệm Phật. Niệm Phật cho được thuần thục nơi lòng, như mặt nước hồ một màu trong vắt, chỉ còn một mặt trăng hiện ra trong ấy. Được như thế, chẳng bao lâu sẽ mở khai trí huệ, tự mình được thấy rõ chân tâm của mình, cũng như thấy một vật để trước mặt. Ngoài ra còn bao nhiêu sự vật trên thế gian, mình sẽ dùng lấy trí huệ ấy soi phủng tận nguồn gốc của nó. Về phần tu huệ thì cả mọi người ai cũng có thể tu được, vì nó không tốn của cải, không luận sức khỏe nhiều hay ít. Nó thuộc về phần lý tánh. Chỉ ai biết soi lại tâm trí mình và biết giữ gìn nó được lặng lẽ tốt lành thì sẽ được mở trí huệ. Đức Phật cho trí huệ như chiếc thuyền rất bền chắc, không có một lượng sóng dục tình nào đánh đắm được. Nó giúp người lướt khỏi cái biển khổ, sanh, già, bệnh, chết để sang qua bến giác. Nó như là một ngọn đuốc có sức sáng to lớn, chiếu phá được cảnh tối tăm, màn lớp vô minh, hiện rõ những hình ảnh chân thật cả mọi việc. Nói rõ hơn là được hiện rõ cái chân trí diệu minh của chúng sanh. Nó cũng như một món thuốc thần sẽ chữa lành thứ bệnh thất tình, lục dục của các giới chúng sanh, khỏi phải bị quay cuồng xiết bó trong cảnh ấy nữa. Nó cũng như một lưỡi búa có sức bén thép cực kỳ, sẽ ruồng phá những gai gốc, những sắn biềm, những lòng si mê tà kiến của tâm vọng, chấp nhân, chấp ngã, của sự luyến ái nơi cõi hồng gian. Bởi trí huệ có năng lực siêu màu như thế, nên khi người mở trí huệ, lẽ cố nhiên đã diệt xong các phiền não, khô cạn bể ái dục, nơi lòng lúc nào cũng được lặng lẽ yên vui, chẳng hề bị một mảy trần ai trói buộc. Đức Phật bảo, kẻ có trí huệ, họ soi tỏ được tất cả sự vật, không một vật nào mà họ không hiểu nguyên nhân kết quả. Tuy rằng họ còn đương mang xác thịt như bao nhiêu người khác, song chính họ là bậc đại nhân đầy đủ sáng suốt. Họ có thể nối ngôi chư tổ để tiếp độ quần sanh sau này. Chẳng nên thấy họ còn mang xác thịt như mình mà đem lòng khinh mạng. Theo thói thường của mọi người từ trước đến nay, hễ lo tu phước thì quên tu huệ, lo tu huệ thì quên tu phước. Vì vậy mà kết quả bị chênh lệch. Người lo tu phước không thì ngày kia có của tiền nhiều, danh vọng to, con cháu đông đảo, nhưng kém phần thông minh sáng suốt và cũng còn trong bánh xe luân hồi. Còn người lo tu huệ không thì ngày kia trí hóa thông minh sáng suốt hơn bao nhiêu người khác, nhưng họ phải chịu nghèo vì kiếp trước không bố thí cho ai. Thế thì hai cái phước huệ rời nhau sẽ kết quả chênh lệch, như người giàu có mà ngu ngốc, kẻ thông minh mà nghèo nàn, thì cái giàu có ấy đâu lấy gì làm sung sướng, còn cái thông minh kia sẽ thiếu phương tiện giúp đỡ kẻ thiếu hụt. Thế nên người tu cần gồm cả hai việc tu phước và tu huệ, để ngày kia có kết quả đủ hai phương diện phước trí. Về phần phước thì được đầy đủ cách ăn, mặc, ở. Về phần trí thì được đầy đủ sáng suốt, để đủ cách giúp cho người khác tránh việc tội lỗi, và hậu lai của họ sẽ được hưởng phần giải thoát. Nói rõ hơn, đối với người muốn cứu đời thì cần phải có đủ phước lẫn huệ, để tùy theo lòng của chúng sanh muốn những gì, mình được có những nấy để giúp họ. Ví dụ, họ muốn được cơm tiền bô giải thì mình có cơm tiền bô giải giúp họ. Họ muốn được phương pháp mở trí huệ thì mình có phương pháp mở trí huệ giúp cho họ.
mỗi mỗi việc gì của họ muốn, thì mình đều có giúp họ hài lòng thích ý, hầu vui vẻ phát tâm Bồ Đề, mong cầu đạo giải thoát. Đó là một việc mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca thường làm, và các vị tổ kế đây cũng từng thực thi các việc ấy để giúp mọi lợi ích cho nhân sanh. Kết luận, bài hôm nay mỗi người của chúng ta muốn thực hiện được tinh thần từ bi hỷ xả, lẽ cố nhiên không để cho sự tu của mình bị hạn chế vào một ranh giới nào, làm cho chênh lệch, mà là cần phải làm cho đạo hạnh được tròn đủ mọi bề. Nếu muốn cho đạo hạnh được tròn đủ, thì trong đạo chúng ta cần phải tu cả phước và huệ. Phần tu phước thì nên đem của cải của mình đang có giúp cho người. Phần tu huệ thì phải trau dồi trí huệ cho sớm được khai thông. Khi trí huệ được khai thông thì đem chỗ nhận thấy của mình chỉ lại cho đời, hiểu rõ mọi kết quả của mỗi hành động trong nhân gian, khiến họ vui lòng bỏ điều tội ác. Như thế, mình đã có đủ phương tiện giúp đời, và chính đó là một tinh thần tự giác, giác tha của người hành đạo. Đến đây, chúng tôi xin trích dẫn một đoạn văn trong tác phẩm Thần Cư Thật Luận, tác giả Thanh Sĩ. Xin trân trọng kính mời quý vị lắng nghe. Chúng sanh cũng nên mau tỉnh ngộ, sớm thoát ra khỏi chỗ mê sầu. Chịu luân trầm cũng đã quá lâu, đâu còn thiếu mà hầu luyến tiếc. Mê danh lợi bị danh lợi giết, mến sắc tài bị diệt mạng căn. Không giúp cho mình được siêu thăng, sao điều ấy chúng sanh không xét. Từ bi thấy lòng như lửa thét, giảng dạy cho người biết cội nguồn. Để trị cho hết chứng mê cuồng, hầu cứu vớt linh hồn thoát khổ. Nước đã ngập lần lần đến cổ, gặp thuyền không chịu vớ là nguy. Lòng còn đầy những sự mê si, nghe lời Phật không quy là khổ. Không hữu duyên lời lành khó ngộ, ngộ được là gì có duyên xưa. Nếu quyết tu theo chẳng cù cưa, nhất định sẽ đến bờ giải thoát. Nếu trì hoãn lòng không định đoạt, ngày trôi qua đến hết số căn, tất sẽ không thể kịp ăn năn. Ấy là một việc làm đáng tiếc. Hễ có sanh tức là có diệt, từ ngàn xưa đã biết rõ rồi. Tại sao còn để tánh lôi thôi, không gấp rút tìm nơi bất diệt. Danh lợi chẳng dài lâu chớ tiếc, sắc tài không chơn thiệt đừng mê. Quyết tìm phương cực lạc trở về, vũ sạch cả diệt mê trần tục. Mưa nắng biết tìm nơi trốn đục, đường tử sanh phải cút khỏi đi. Biết mà còn ngồi đó chịu lì, thật là quá mê si đến đổi. Thân dơ dãi biết lo tắm gội, lòng bẩn nhơ thì phải bỏ đi. Việc xấu xa còn tiếc làm gì, chúng sanh cũng cần tri hiểu đến. Vật dù đã có nhiều cảnh khến, cố giũa bào cũng bén trơn ra. Mặc dù người phạm tội thẩm đa, biết hối cải thì là hết được. Chẳng làm việc gian hùng bạo ngược, cũng vẫn nuôi sống được như thường. Tại sao làm những việc bất lương, cho chúng ghét, cho vương tội khổ. Sống trong cảnh thân yêu ủng hộ, hơn sống trong tật đố thù hềm. Bá tánh cần sống cách thuận êm, đâu sanh chuyện đảo điên rối rắm. Danh lợi dữ hay lành hãy ngẫm, sắc tài nên hay chẳng khá suy. Lựa con đường chân chánh mà đi, đó là những hành vi thường nhật. Cách ăn ở phải theo chừng mực, việc nói làm liệu sức nhắc cân. Tránh những điều ích kỷ tổn nhân, đó là việc đang cần tiến mạnh. Sự hòa hảo vàng mười khó sánh,
diệt nghĩa nhân bạc nén khôn bì. Gặp phải hồi nước loạn dân nguy, các việc ấy cần thi nhau lập. Thuyền bè hữu dụng khi lục ngập, đạo nghĩa cần thiết lúc ly loạn. Kẻ hữu quyền đừng có ngó ngang, nên lấy đó trấn an dân chúng. Đời gặp phải những hồi kinh khủng, chớ thừa cơ lợi dụng nọ kia. Hãy mở lòng cơm áo sớt chia, tâm hồn ấy chợ quê nên có. Kẻ mắc nạn mình ngồi để ngó, mình lâm tai người có giúp đâu. Khá để lòng xét rõ cạn sâu, lo tương trợ lẫn nhau lúc khổ. Thấy dốt nát thì lo dạy dỗ, thấy nghèo nàn thì đỡ nâng cho. Phúc lợi cho nhân loại biết lo, vàng bạc khó đem so tình ấy. Đã là người biết phân phải quấy, khá chọn đường nhân ái mà đi. Lợi danh mà bất nghĩa ham chi, vì nó chỉ làm nguy với tội. Được thỏa mãn chỉ là một đổi, nhưng sao rồi chịu hối suốt đời. Có phải là bị lỗ hơn lời, người há chẳng lựa nơi vinh diệu. Thiếu tiền bạc còn nhiều cách liệu, thiếu nhân tình khó níu vào đâu. Bá tánh cần lấy nghĩa làm đầu, khi hữu sự khỏi âu đơn độc. Dù không phải là cùng thân tộc, ở biết điều sẽ được người ưa. Gặp những khi ương yếu nắng mưa, không gọi cũng có người đến giúp. Đời có mắt xem mình từ chút, trong người khen còn đục người chê. Miệng thế gian phê phán khắc khe, cách ăn ở nên dè chặt đến. Ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rù quến ép nài. Việc làm lành đâu lựa có tài, mà bất cứ là ai cũng được. Nghèo giàu vẫn làm nên việc phước, lượng khác nhưng giá được bằng nhau. Nghèo một xu giàu đáng mười hào, tuy vật ít tâm nào phải ít. Xưa có kẻ thí chăn cũ rích, được trở nên công đức vô biên. Phật cho mời đến trước Phật tiền, vừa điểm đạo vừa khen vô tận. Chỉ có một mảnh chăn để bận, nhưng vui lòng đem cúng sư tăng. Giá trị châu ngọc khó sánh bằng, ít người được từ tâm như thế. Chúng sanh lấy đó làm tỷ lệ, trong nhà tu đến kẻ ngoài đời. Khi muốn đem thí của thí lời, phải thành thật từ nơi tâm não. Giúp đỡ cho người do lòng thảo, chớ không do lòng háo lợi danh. Và cũng không mong biết ơn mình, lòng thảo ấy giống tình của Phật. Cho thấy mất nhưng đâu có mất, giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Của tuy mòn phước đức chẳng mòn, sự còn mất do lòng chọn lựa. Việc tốt xấu tự mình sửa chữa, phước đức là cái cửa giải oan. Nợ hồng trần muốn được rảnh rang, người nên sớm mở toang cửa ấy. Phải lo tính trước khi sống dậy, nổi gió rồi quát cãi sao xong. Biết rằng khi chết nắm tay không, chớ tạo nghiệp ác trong lẽ sâu. Tạo nghiệp ác dù dày hay mỏng, cũng phải đền chẳng trốn khỏi đâu. Nghiệp mỏng thì bị nhẹ thảm sầu, nghiệp dày phải chịu đau khổ nặng. Chúng sanh nhớ thật tâm tránh hẳn, đừng khinh thường nhầm lẫn nhỏ nhen. Tập cho lòng sợ lỗi được quen, lần lượt sẽ trở nên hoàn thiện. Thuốc thường hút lâu thành ra nghiện, tội hay làm sẽ biến thói quen. Việc nhân từ lòng cố đua chen, tánh hung ác đâu len vào được. Suốt đời vẫn lo làm việc phước,
một lòng nguyện giải thoát hồng trần, tất không còn bị nghiệp chuyển luân, đời sau hết chịu cơn sanh tử. Còn sống chết vì còn nghiệp dữ, hết luân hồi vì đã trọn lành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, chớ để dạ mong manh diệt ác. Một lần lọt vào đường sống thác, dễ bị đời dẫn dắt trăm lần. Hả không lo dừng lại bước chân, cho khỏi kiếp trầm luân khổ hải. Rừng mê rất có nhiều cạm bẫy, không chạy ra tất phải máng vào. Khi bị rồi khó nổi buông đào, thân ấy sẽ ra sao thử nghĩ. Tuồng đời rất có nhiều dối mị, nhiều muốn ham, nhiều bị gạt lừa. Bả lợi danh chớ có mến ưa, sự tài sắc đừng mơ mộng đến. Tránh khỏi các việc đời rù quến, mới mong ra khỏi bến mê tân. Nếu còn chiều thị dục nơi thân, thì còn bị nhiều cơn chìm nổi. Còn mê tất nhiên còn tâm tối, ráng làm cho hết thói say mê. Cõi siêu sanh thấy lối trở về, được khoái lạc còn chi sánh kịp. Còn mê tất là còn tạo nghiệp, nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi. Mê là nguồn gốc tạo ra đời, khi đời hết vì người mê hết. Bởi mê thấy vật chi cũng mết, thân chết nhưng không chết nghiệp mê. Mê đâu thì sanh đó không xê, luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bứng gốc mê cho nó hết sanh. Tất không còn bị nghiệp hoành hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Lầm lạc biết quay đầu trở lại, cố đi dầu xa mấy cũng gần. Đem phàm thân đổi lấy Phật thân, dạng sự ở tinh thần cương quyết. Lo liệu trước khi đời tận diệt, gần lâm chung hối tiếc đã rồi. Việc đáng thôi phải nhất quyết thôi, thì mới trở thành người siêu thoát. Cõi thế gian là nơi tội ác, kém thiện tâm khó vượt cho qua. Có tinh thần như Phật Thích Ca mới có thể lìa xa tục lụy. Muốn thành Phật mà không đại chí, khó thắng qua lũ quỷ trong đời. Đứa này kêu kế đứa nọ mời, đã làm biết bao người sa ngã. Kẻ dục vọng còn nằm trong dạ, chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm. Mặc dù là ngồi giữa thiền lâm, chưa chắc khỏi đời làm cho hoại. Tâm trần tục không còn một mãi, dù ở nơi đường cái chợ đông, cũng như ngồi ở chỗ vắng không, vẫn giữ được cõi lòng thanh tịnh. Thật tâm định lúc nào cũng định, trước Phật như trước cảnh người đời. Vẫn bình tâm chẳng sự đổi dời, người tu phải sống nơi định ấy. Định không có huệ không thể thấy, huệ không thì khó giải nghiệp mê. Muốn định thì phải tỉnh mọi bề, tâm thật tỉnh là kề định huệ. Định huệ vốn hoàn toàn liên hệ, như đèn dầu không thể tách đôi. Định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ, tâm thần sáng tỏ, như giấc mê được mở mắt ra. Cảnh mộng và cảnh thật khác xa, mê thấy khác, tỉnh ra thấy khác. Chưa định huệ như mù đi lạc, định huệ như sáng mắt đúng được. Kẻ hoàn toàn không biết hướng phương, người thật rất thông đường đi tới. Không biết hướng thành ra bối rối, hiểu rành đường nên mới thung dung. Không thấy nên vấp ngã lung tung, được thấy rõ thì không đụng chạm. Bởi không thấy mới gây khổ thảm, nhờ thấy nên chẳng bám nợ đời. Thật khác nhau một vực với trời, người tu phải đặt nơi định huệ.
thành lòng phát những lời đại thệ, thệ độ vô số kể chúng sinh, thệ trừ xong phiền não nơi mình, thệ học hết pháp lành của Phật, thệ thành Phật cao siêu tột bậc, ngày đêm luôn gắng sức tu hành. Những lời thề ấy phải đạt thành, dù phải chịu muôn nghìn đau khổ, không thành được tự mình khó độ, thì còn mong cứu khổ được ai? Tập cho mình bơi lội thật hay, mới có thể vớt người chìm đắm. Ngày đêm phải tự mình suy gẫm, ngăn gió trần cho lặng sống tâm. Sống tâm còn thấy lạc lầm, trời tròn lại thấy nhăn xẹo sọ. Sống thì đục vật không lộ rõ, lặng thì trong chiếu tỏ thiên hình. Sớm làm cho tâm được thanh bình, là sớm được đạt thành trí huệ. Trí huệ có tất xong đại thệ, không sợ làm cho kẻ khác lầm. Chẳng khác nào đi khoảng tối tâm, trong tay sẵn có cầm ngọn đuốc, sẽ giúp cho kẻ an tâm được, mà chính mình cũng bước vững vàng. Đuốc làm cho mình thấy rõ ràng, trí huệ giúp người tan mê muội. Được có của nhờ lo cặm cụi, đắc đạo màu nhờ gội trần tâm. Quyết tu hành tất đạt huyền thâm, chớ ngờ Phật xa xăm khó gặp. Nếu chịu khó ngày đêm tu tập, sớm muộn gì cũng đắc đạo màu. Dạng sự do chí quyết làm đầu, chí đã quyết thế nào cũng được. Đừng hèn yếu trước điều trái ngược, chớ rụt rè trong cuộc gian nguy. Phải kiên trinh, phải đủ gan lì, thắng chướng ngại, thắng khi thử thách. Dẹp ích kỷ, dẹp lòng kiêu cách, dẹp tham lam, dẹp nết dâm ô, dẹp gian phi, dẹp tánh hàm hồ, thói ganh ghét cũng lo dẹp quét. Dẹp chửi mắng, dẹp lời láo khoét, dẹp thêu thùa, dẹp hết ác ngôn, dẹp gắt gay, dẹp tánh tự tôn, dẹp trộm cướp, dẹp luôn sát hại, dẹp giận dữ, dẹp lòng ngu dại, thường dình cho quảng đại tấm lòng. Kẻ tại gia cần phải lo xong, khi giao tiếp ở trong xã hội, cùng kẻ khác hàng ngày đáp đối, việc nọ kia trao đổi rất thường. Những sự nào nên thắng nên nhường, cần phải biết tận tường mọi việc. Vừa là giữ cho mình tinh khiết, vừa giúp cho đời biết sạch nhơ, tránh không cho danh lợi làm mờ, ngăn tài sắc gạt lừa tội lỗi. Lấy giới luật ra làm ranh lối, dình bước chân cho khỏi phạm qua. Lúc khó khăn nhớ niệm Di Đà, lấy bổn nguyện ra mà nhịn chịu. Buổi đầu cố nhiên còn vướng víu, nhưng sau rồi sẽ kéo suông ra. Trong khi còn Sĩ Đà Ta, với khi Phật Thích Ca có khác. Mặc dù chỉ là cùng một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau. Lúc còn mê mờ mịt lao sao, khi đã giác lào lào trong sáng. Mê với giác nói hai hình dạng, nhưng cũng từ một bản tâm sanh. Vạn sự do tâm ấy tạo thành, thấy tâm được là rành vạn sự. Do tâm khởi ra điều hung dữ, cũng tâm sanh ra sự hiền lành. Việc lớn lao bằng núi bằng thành, đến nhỏ nhất như kim như chỉ, tất cả cũng do tâm suy nghĩ, rồi tạo ra các sự nọ kia. Thấy được tâm như khóa gặp chìa, mở ra hết những gì trong ấy. Các vọng tưởng dù là che đậy, cũng ráng tìm cho thấy bổn tâm. Tâm thấy là thấy Phật giáng lâm, tâm không thấy Phật làm sao thấy. Tâm muốn thấy chớ tầm trên giấy, phải tìm trong lòng mới thấy ra. Vọng tâm như mây khói phong ba,
chân tâm tờ bao la vũ trụ. Lấy chân tâm để mà làm chủ, chớ nhận lầm cái thứ vọng tâm. Vọng tâm mà tưởng thật là lầm, kẻ tu niệm phải cần định rõ. Chân tâm rộng lớn và sáng tỏ, vọng tâm thì hẹp nhỏ lu mờ. Chân tâm thì phẳng lặng như tờ, vọng tâm rối dường tơ giò cuộn. Chân tâm chẳng vật nào lôi cuốn, vọng tâm thì bị vướng lung tung. Chân tâm thì như khoảng không trung, trùm vạn vật nhưng không một vật. Vọng tâm cứ đổi thay không dứt, nhưng chân tâm chẳng chút đổi dời. Như hư không, như ánh mặt trời, xưa cũng thế, nay thời cũng thế. Vạn sự lấy tâm làm cội rễ, bỏ tâm là sự thế không thành. Muốn đạt nơi bất diệt bất sanh, phải trở lại bổn tâm thường trụ. Nhớ lấy cái chân tâm làm chủ, sẽ không lầm các thứ vọng trần. Chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đạo. Khắp thiện tính khá suy chu đáo, chủ được tâm cho đạo sớm khai. Đạo khai rồi cùng Phật đồng giai, hoàn toàn vượt khỏi ngoài sanh tử. Lúc nào cũng an nhiên vô sự, tự do không còn thứ buộc ràng. Cõi vô sanh hoặc cõi niết bàn, chính là cõi của tâm vi diệu. Kẻ học Phật phải cần tìm hiểu, để tu cho biết nẻo mà về. Đã tu mà không thoát cõi mê, thường gì bởi lối ra chẳng biết. Thiếu tin tưởng sẽ không nên việc, thiếu lòng thành thì Phật khó trông. Việc tu hành muốn được thành công, phải đầy đủ tấm lòng tin tưởng. Thường bị cảnh chung quanh ảnh hưởng, vì thiếu lòng tin tưởng mà ra. Nếu có lòng tin tưởng sâu xa, tất không bị người ta cám dỗ. Tin tưởng có cõi vui tịnh độ, tin tưởng mình có thể sanh qua. Tin tưởng xưa Phật cũng người ta, thì mình cũng sẽ là như Phật. Lời Phật nói không hề sai thất, nếu làm y như Phật đã làm. Tin tưởng sao làm vậy cho kham, không thể để ai làm thối chí. Nhất định sẽ vẹn tròn đạo lý, được thành công như ý đã nguyện. Tin tưởng là sức mạnh vô biên, được thành Phật thành tiên nhờ nó. Tin tưởng ấy trong lòng được có, thì sự tu đâu bỏ nửa đường. Khuyên nhủ trong bá tánh thập phương, tu phải có chủ trương mới được. Tin làm phước thì là được phước, làm ác thì gặp ác không sai. Tin rằng mình nghiệp dữ chẳng gây, nhất định chẳng đầu thai cõi khổ. Việc trần chẳng để lòng ham hố, chắc chắc không bị trở lại trần. Lòng hằng mong cõi Phật được gần, thế nào cũng sanh lên cõi Phật. Luật nhân quả chẳng bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây ni. Trồng từ bi có trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Việc lành dữ của mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gái trai, tin như thế hết ai phạm tội. Nói cải hối lòng không thật hối, nói tin không tuyệt đối tưởng tin. Gặp khi đời thử quá sức mình, thường sa ngã không kình chống nổi. Vì lẽ ấy khi người cải hối, phải thành tâm chớ dối trong lòng. Những điều mình chưa gội rửa xong, tự hổ thẹn dù không ai biết. Được vậy mới trở nên thanh khiết, tội lỗi không còn việc tái lai. Trước kia dù nhiều sự lầm sai, nay sửa được ra người tốt đẹp. Thật hối cải chứ không nói mép, thì ai tu cũng chắc được thành. Đã quy y mà chẳng chịu hành,
nên rất ít người thành chánh quả. Lỗi tại kẻ lòng còn dối giả, chớ Phật truyền đạo cả không lầm. Khá để lòng tin tưởng cho thâm, trọn đời cố gắng làm theo đúng. Thời tiết tốt, mùa màng được trúng, tu gặp đường đạo chánh mau nên. Quá mê đời, việc đạo bỏ quên, tai hại nặng còn hơn nhà cháy. Bị nhà cháy còn mong cất lại, mất đạo rồi khó lấy đâu ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba, mất đạo khổ sanh ra vô số. Bị nhà cháy một thời nghèo khổ, mất đạo rồi muôn thuở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao đạo Phật được quý cao như vậy, trả lời rằng đạo qua khổ hải, còn đời thì chìm mãi sông mê. Đạo gặp rồi mà lại bỏ bê, thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa. Đạo giúp chúng qua cơn khói lửa, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không làm cho ai chịu khổ đau, hết còn thấy người nào ích kỷ. Ai cũng biết ở theo đạo lý, ai cũng đều xử trí công minh, giúp cho nhân loại được hòa bình, đời sống được trở nên hạnh phúc. Về vật chất không còn thiếu hụt, về tinh thần luôn được sạch trong. Cõi thế gian đổi lại tiên bồng, người tội lỗi không trông thấy nữa. Đời chẳng khác nào như nhà lửa, đạo như là nước chữa cho tiêu. Thiếu nước thì nhà sẽ bị thiêu, vật trong ấy đều tiêu tro cả. Đạo cao quý thật là vô giá, không thể nào mô tả cho cùng. Muốn đời ra khỏi cảnh lao lung, nhất định phải cần dùng đến đạo. Cột kèo thiếu thì nhà xệu xạo, đạo đức không đời bạo ngược luôn. Đạo giúp cho đời rối được suông, sống không tội thác nương cõi Phật. Người đời được trở nên thành thật, nhờ gìn câu đạo đức phần nhiều. Nếu đồng theo đạo đức một chiều, đời người biết bao nhiêu tốt đẹp. Nhà lao tự nhiên là phải dẹp, tòa án không còn lọc ra chi. Khỏi phải cần canh giữ làm gì, cũng chẳng sợ ai đi lấy phá. Người nào cũng đàng hoàng phong nhã, nêu cao nền văn hóa con người. Ai cũng đều ăn nói vui tươi, không còn kẻ mở lời thô lỗ. Trong đồng bái đến ngoài thành phố, không còn nghe thấy kẻ gian manh. Ở chỗ nào cũng được an lành, đạo đức dẫn nhân sanh đến đó. Cảnh sống ấy nếu chưa được có, thì đời chưa tiến bộ chút nào. Chỉ tiến về phương diện hùng hào, chưa tiến một bước nào lương thiện. Tiến bộ đó chỉ làm nguy biến, càng tiến nhiều càng khiến khổ lung. Tình trạng trên thế giới rối tung, cũng vì tiến bộ không phải chỗ. Mạnh hiếp yếu cho là tiến bộ, giàu hiếp nghèo gọi đó văn minh. Tiến bộ như thế sẽ chiến tranh, văn minh kiểu đó sanh đổ máu. Thật tiến bộ không còn hung bạo, thật văn minh xây tạo hòa bình. Lấy trí suy cho rõ sự tình, đời chưa thật văn minh tiến bộ. Về vật chất thi đua rần rộ, còn tinh thần chẳng có mở mang. Thấy nhân tình quá đổi khô khan, lo cho kẻ thế gian bất ổn. Quá tài sắc thành ra hỗn độn, quá lợi danh làm rộn lòng người. Thảm khóc nhiều chứ ít vui cười là cảnh sống của người hiện tại. Người chỉ có khác nhau thời đại, cũng một tuồng ân ái như xưa. Cảnh hồng trần dù lắm mến ưa, rốt cuộc cũng chỉ đưa đến mộ. Ăn của thổ thì huần lại thổ, xác phàm nhân có số định rồi.
tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi. Thân khi mất, sự đời cũng mất. Thật nào khác chiêm bao một giấc, tiêu tan không sự vật nào còn. Kể ra nào vợ đẹp hầu non, nào cát tía lầu son lộng lẫy, nào xe cổ tàu bè bóng bẫy, nào bạc vàng của cải dư muôn. Dứt thở rồi vạn sự điều buông, sự vật bỏ còn thân cũng rã. Cõi tạm giả xác thân cũng giả, đến cuối cùng đều hóa ra không. Mơ mẹo gì cũng chỉ luống công, càng thêm tội chứ không tồn tại. Tội càng lắm càng làm ngu dại, sự khổ đau càng phải chịu nhiều. Kiếp luân hồi nối mãi không tiêu, đường sống chết cứ theo chẳng cuối. Đó không phải tại nơi mai rủi, mà tại người tự trói buộc vào. Bởi say mê nơi cõi trần lao, phải vào đó không sao chạy khỏi. Phật xưa đã nhiều lần kêu gọi, lòng say mê buộc trói chúng sanh. Chuyển luân trong sáu nẻo bất lành, chịu thống khổ tự mình không biết. Say mê ấy sớm lo trừ tiệt, thì chuyển luân cũng diệt liền theo. Khổ sáu đường sẽ chẳng còn đeo, thần chết hết đuổi theo bắt bớ. Cũng hết bị ai theo đòi nợ, chẳng còn mang cái sợ trong lòng. Đứng ngoài vòng thành trụ hoại không, được bất diệt bất sanh như Phật. Cảm ơn quý vị đã thành tâm lắng nghe. Tú Trinh, Khánh Hoàng và các anh chị em đồng đạo xin cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, đạo quả viên dung. Nam Mô A Di Đà Phật.